Xin chào cả nhà đến với kênh Lê Linh miền Tây. Hôm nay Linh sẽ chia sẻ hai món nha cả nhà, món canh và món kho nha cả nhà. Hôm nay Linh nấu canh chua với cá kho tiêu. Sáng Linh đi chợ Linh mua được ít cá dầu chó nè cả nhà. Cá này kêu bằng cá dầu chó đó, con nó cũng mập mập không cả nhà. Ba con này Linh mua tới 1,5 kg nha cả nhà. Linh sẽ nấu canh chua mấy cái đầu nè. Linh sẽ nấu canh chua, còn cái mình lại khúc đuôi á cả nhà. Linh sẽ nấu, Linh sẽ kho tiêu nha cả nhà. Canh chua Linh nấu chung với giá nè, với đậu bắp, với cà chua. Linh nêm một ít lá quế vô nữa. Bây giờ Linh mời cả nhà theo chân Linh vào bếp nha. Cái nồi canh chua của Linh giờ đã chín rồi đó. Linh bỏ thêm ít tỏi mỡ vô cho nó thơm cả nhà, nó dậy mùi lên, cái mùi nó hấp dẫn. Còn bên đây là cái nồi cá kho nó đã cạn nước rồi đó, Linh bỏ thêm miếng tiêu nữa. Chiều này có thấy video nó sáng không cả nhà? Đã quay cái chiều kia video nhìn thấy nó tối quá, Linh đổi chiều lại. Bây giờ Linh cũng nấu xong, giờ Linh mời cả nhà ăn cơm cùng với Linh nha. Cái canh chua này Linh chấm với muối ớt nha cả nhà. Cả nhà giờ xem video của Linh nhớ ủng hộ cho Linh một like, một đăng ký và một chia sẻ nha cả nhà, để Linh có cái động lực làm những video tiếp theo chia sẻ cho cả nhà xem nha. Để Linh thử cái cá kho này trước. Nửa ký nó không bự không mà, nhưng mà nó mỡ nó béo. Nó bự, cái đầu nó bự cả nhà, có nửa ký chứ cái mình nó hết đâu 250. Ủa cái đầu nó hết 250 ra mà cái đầu của nó bự, xương nhiều. Cá này nấu canh chua ăn cũng ngon cả nhà, béo dữ luôn. Sáng nay Linh đi chợ cũng hơi trưa nên vòng vòng không có thấy bán cái gì ngon hết trơn. Linh thấy người ta bán cá này, Linh vô Linh mua về Linh nấu canh chua luôn cả nhà. Thấy cũng lâu ăn cá này nữa rồi nên nấu canh chua.
ông trời ông nắng ông quay video nó sáng, và ông trời nó mà ông chuyển mưa cái tối thui cái quay video nó bị mờ á cả nhà. Chứ điện thoại của Linh quay video nó không được sáng không. Thịt của nó dẻ hết đấy à, ăn nó ngon nó chắc thịt. Linh là thích ăn cái mang của con cá. Giỡn ăn trước anh nên hay ồn á cả nhà. Cái đầu nó xương chà bá lửa luôn. Cái đầu nó xương không à, thịt có một miếng à. Nãy giờ canh chua ngon quá, Linh ăn canh chua. Thank you.
thường Linh ăn cơm hả, có món canh với món mặn á cả nhà. Món canh không thì cũng không ngon, có canh có mặn ăn nó mới ngon. Linh chia sẻ những bữa ăn hàng ngày của gia đình Linh đó. Thường thì ăn cơm thì có hai món, món canh với món kho. Giá là nấu á, bởi giờ vừa tính tới á căn nhà, ăn nó giòn, nấu để lâu quá cái cọng giá nó dai, ăn nó không ngon. Video của Linh đến đây là hết. Xin chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha cả nhà. Cả nhà nhớ cho Linh một like, một đăng ký và một chia sẻ nha cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà.